tôi đến từ Hiệp hội Bắc Cua miền Nam, tên là Thắng. Và hiện tại chủ nhật sắp tới sẽ có một lượt chăm tiếp theo vào ngày 27 tháng 10 năm 2013. Địa điểm các bạn sẽ tập trung vào 8 giờ sáng tại công viên có 23 tháng 9 ở cộng phòng Ngũ Lão. Và các bạn nhớ tham gia nhé.